Giá vàng tăng vọt, người Việt đã mua 12,6 tấn vàng. Giá vàng thế giới tăng vọt lên 1.828 đô mỗi ao. Hội đồng vàng thế giới, WCG cho biết nhu cầu tiêu dùng vàng ở Việt Nam quý 2 tăng 85% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 12,6 tấn. Giá vàng SGC tại Hà Nội chốt phiên ngày 29 tháng 7 ở mức 56,5 đến 57,95 triệu đồng mỗi lượng, mua vào, bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Giá vàng SJC chốt phiên ở mức 56,65 đến 57,35 triệu đồng mỗi lượng. Trên thế giới, lúc 7 giờ 20 phút sáng nay, ngày 30 tháng 7, giá vàng giao ngay tại châu Á quan niêm yết của Kitco.com tăng nhẹ lên mức 1828 đô mỗi ao. Cục dự trữ Liên bang Mỹ, Fed tiếp tục giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục và chưa thay đổi các chương trình mua trái phiếu. Bơm tiền vào nền kinh tế đã giúp giá vàng tăng mạnh. Theo đánh giá của giới chuyên gia, Fed đã xoa dịu lo ngại về rủi ro tăng lãi suất và thu hẹp chính sách hỗ trợ giúp triển vọng vàng tăng cao hơn trong ngắn hạn. Ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo của mặt hàng kim loại quý sẽ nằm trong khoảng 1830 đến 1840 đô mỗi ao. Hội đồng vàng thế giới WCG công bố báo cáo nhu cầu tiêu dùng vàng ở Việt Nam quý 2 tăng 85% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 12,6 tấn. Nhu cầu tổng thể này được thúc đẩy bởi các yếu tố bao gồm trọng lượng đồ trang sức bằng vàng mà người tiêu dùng trong nước mua là 3,5 tấn, tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái, cùng 9,1 tấn thanh và tiền xu một loại sản phẩm vàng vật chất được các nhà đầu tư bán lẻ mua áp đảo, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Ander Junailo, giám đốc điều hành khu vực APAC, ngoài Trung Quốc tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho biết, nhu cầu vàng của người tiêu dùng trên toàn ASEAN đang bắt đầu tăng lên khi các nền kinh tế bắt đầu phục hồi. Vàng thường được coi là vật bảo vệ của cải và là tài sản trú ẩn an toàn. Việt Nam, Thái Lan và Indonesia nằm trong 10 thị trường tiêu thụ vàng hàng đầu trên toàn thế giới. Singapore là một trong những nước có mức chi tiêu bình quân đầu người cho vàng cao nhất trên toàn cầu.